cơ tận diệt càng khôn chuyển dần, mong đệ huynh tiếp cần cho nhanh. Đạo màu vốn thiệt vô tranh, đó là mới đắc đạo thành vạn niên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con kính lễ Phật. Con kính lễ thầy. Dạ con mến chào cô Năm. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sơn Kỳ Hương Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Mười phương chư Phật cảm ứng chứng minh. Kính chào Dương Cầm. Dạ. Dạ hiền đệ. Dạ. Dạ thì kính thưa cô Năm, hôm nay đến đây thì con có hai cái lý để muốn nhờ cô Năm chia sẻ để con học hỏi thêm. Dạ. Thì trước khi hỏi hai cái lý đó thì con cũng làm nhiệm vụ của mình, thì có một số mạnh thường quân trợ duyên cho cô Năm á. Dạ. Dạ, con xin đọc tên của các mạnh thường quân đó. Đó là chị có Zalo là Mai Trang, thì gửi cô Năm 2 triệu để cô trợ duyên cô Năm lo bệnh ha. Dạ, anh Trung ở Đồng Nai cũng gửi cho cô là 1,5 triệu để cô lo bệnh. Dạ. Dạ, một vị nữa là mạnh thường quân là Đỗ Thị Hiệp thì gửi 500. Và Nguyễn Thị Quyên là gửi 500, hai người 1 triệu là cũng để cô Năm trợ duyên cô Năm lo bệnh của mình. Dạ. Kế tiếp nữa là một người là Trần Nguyễn Thanh Thủy, nhưng mà gửi cô Năm 1 triệu, nhưng mà con không biết là bữa chị nói là trợ duyên thôi, chứ còn tùy cô Năm muốn dùng vào việc gì đó cũng được. Dạ, kế tiếp nữa là chị Trinh ở Mỹ gửi 900 đô là để trợ duyên cô Năm. Thì tùy duyên để cô Năm muốn dùng vào việc gì cũng được, không có quan trọng. Thì trợ duyên đến cô Năm ha. Dạ thì các vị kia gửi tiền là 5,5 triệu. Còn cái chị Trinh ở chị Trinh gửi 900 đô thì bữa con đi ngân hàng con để y thinh luôn, 22 triệu mười mấy ngàn con để y luôn, trong có tấm giấy đây. Rồi, dạ cảm ơn các vị. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay ngày mùng 7 tháng 9 năm Quý Mão, ở nơi mảnh đất Thiên Cấm Sơn này, cung Lý Bạch Vân và trước cổng Thiên Môn, cô Năm cùng hiền đệ Dương Cầm để gặp nhau, có một cái tâm để han hỏi những ý nghĩa của giáo lý Phật Pháp. Và trước khi vào đề thì có những sự trợ duyên của những tinh thần quý báu có tâm thiện lành để thương cô Năm, lo cho cô Năm. Mà thật ra lo cho cô Năm tức là lo cho trăm họ. Tại vì sát thân cô Năm, tâm nguyện cô Năm đã nguyện hiến thân cho Phật Pháp rồi, thì mọi sự dù nhỏ hay lớn đều cũng lo cho đạo, cho trăm họ. Nói tiếng trăm họ là chung, nhưng tùy cơ duyên, cơ cảm, tùy phần. Thì ở đây mở quán, mở trại cơm chay để đãi cho bà con xa gần đi về viếng núi cúng bái trời Phật. Hai nữa, số huynh đệ ở nơi đây cũng người một nơi, người một xứ, cũng trở về đây tạm cảnh thanh tịnh này cùng với cô Năm chia sẻ về đạo đức và hạ quyết tâm
hy sinh cả cuộc đời tươi trẻ mà đi vào một con đường chánh đạo, lo hành trì, lo tu rốt ráo. Thì cô Năm là người có duyên được ở trên mảnh đất này, thì cô Năm phải có một cái trách nhiệm để mở cảnh do thiên định, để lo bảo bọc huynh đệ, trợ duyên huynh đệ, và có sức khỏe để tu, và có tinh thần để lo cho xã hội, tiếp tay trong cái trại cơm từ thiện. Nếu ít người thì đãi ở nơi đây, nếu đông người hàng trăm thì đãi ở chỗ trại cơm đó. Thì số tịnh tài này của quý vị, tôi xin hứa sẽ làm những việc gì lợi ích cho đồng bào xã hội, cho đạo pháp. Xin nguyện hồi hướng công đức này cho tất cả quý vị đều được mạnh lành, an khương và thịnh vượng, được phát triển trong cuộc sống và tinh thần đạo đức càng ngày càng dũng cảm, càng tiến tu, càng làm tròn hạnh nguyện theo lời của Phật Thánh Tiên chỉ dạy. Quý vị là người đã thông, đã hiểu, đã biết lý, vì thế đó mới trao số tịnh tài kẻ nhiều người ít, đều là một cái tinh thần cao siêu bất diệt. Không phải tôi nói lên đây ca tụng quý vị để tôi nịnh quý vị đang kiếm tiền. Thật ra tôi chẳng có xin ai hết, mà tôi chỉ xin cái tình thương của quý vị để cho tôi có đứng một cái thế đứng vững vàng ở nơi đây, nhờ sự trợ duyên của tất cả bà con xa gần mà cho tôi làm cái bổn phận. Như tôi đã nói qua, thì hôm nay tôi nhận cái số tịnh tài này, tôi xin cầu nguyện cha trời mẹ mẫu, mười phương chư Phật, Bủ Sơn Kỳ Hương Phật, các hàng Bồ Tát, các vị chân thiên và các hàng trăm quan cử quyền trăm họ, các đấng vô hình thiêng liêng màu nhiệm cũng chuyển hóa hộ trì cho các tất cả thể thân được khỏe mạnh, được an lành, được sự đùm bọc chở che trên bước đường trong cuộc sống, được càng ngày càng thịnh vượng, được an vui trong niềm vui của hương vị đạo pháp. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mô Phật. Thì đến con cũng xong nhiệm vụ trao tịnh tài của các mạnh thường quân. Vậy thì con cũng nhờ hai cái lý này cô Năm giải giùm con. Đó là cho con hỏi, người thầy không đắc đạo dạy đệ tử có đắc đạo được không? Đó là cái lý thứ nhất. Cái lý thứ hai nữa, đệ tử mà tu, có rất nhiều đệ tử, nếu mà có tu được thầy án chứng hay không? Nếu mà người mà không được thầy án chứng có đắc đạo hay không? Dạ, con cũng mời cô Năm chia sẻ. Con nói từ đoạn đi, cô Năm ưa quên lắm nha. Dạ. Và cái đoạn đầu tiên. Dạ. Cái ông thầy chưa đắc đạo mà dạy đệ tử có đắc hay không? Dạ. Thì ở nơi đây cô Năm xin trình bày. Nếu thật ra ngoài trần thì con người mình chưa đắc đạo thì làm sao dạy người khác đắc được? Mà nếu ông thầy này ông có học giáo lý của Phật, của thầy, truyền bá cho những người này để học theo, tuy rằng ông chưa đắc, nhưng những đệ tử này quyết chí hạ thủ công phu, thì các vị này cũng được đắc. Cũng nhờ cái công ông này chỉ dạy cái chánh pháp chân truyền, nhưng người đệ tử phải là người trí thức, phải nhận xét rõ ràng những lý lẽ
này có đúng chánh pháp hay không? Của Phật, của Thầy, của Tổ, dầu một tôn giáo nào chăng đi nữa, cũng có một cái giáo lý chân truyền để dạy các môn đồ đệ tử. Đạo Phật đắc theo Phật, đạo Thánh đắc theo Thánh, đạo Tiên đắc theo Tiên, thần thì đắc theo thần, từng cấp bậc khác nhau. Mà Đức Huỳnh Giáo Chủ nói, khuyên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Tu đắc cao không được thì tu đắc thấp, thượng trung hạ đều có ba cấp khác nhau. Như vậy yêu cầu những hàng đệ tử mà muốn tu thì phải dùng một cái chánh kiến rõ ràng để nhìn xem những hành động ông thầy đó và những lời nói của ông thầy đó dạy mình, rồi so lại với giáo lý của thầy tổ, của Đức Phật, nếu có đúng hay không. Nếu đúng thì cứ y theo giáo lý đó mà hạ thủ công phu, cố nhất tâm mà hành đạo, thì người này sẽ đắc đạo. Nhưng mà cao thấp có khác nhau, do căn cơ trình độ người đó. Như người đó học tới đại học thì sẽ đắc thành Phật, phải không? Mà học mới có trung học à, thì đắc thành tiên thôi, ví dụ vậy. Rồi mẫu giáo thì đắc thành thần, cũng đắc nữa nha, chứ không phải không đắc. Có gieo giống thì có hưởng, có tu thì có đạt. Nhưng quan trọng nhất chỗ hành. Biết pháp rồi, nhận cho rõ pháp, rồi chúng ta hành cho đúng y. Nếu quy y thì phải hành y, giữ lòng thanh tịnh mới từ bi giúp đời. Đó là người được đắc pháp. Trong ông thầy ổng không đắc, mà tại sao mình đắc? Là tại vì mình hành đúng, hành y. Còn ông thầy chỉ học ba cái thôi nha, chứ ổng không có hành. Nhưng mà ổng ham làm thầy quá, ổng thâu đệ tử. Những người sơ cơ không biết mới truyền dạy lại. Nhưng những người có căn cơ, người ta nghe, người ta hiểu được, thì người ta ráng tu, âm thầm tu, cũng vẫn đắc như thường. Còn ông thầy này, ổng kêu, ổng nói, ổng chỉ, ổng bảo vậy, ổng cũng có công vậy, nhưng mà ổng không có hành, thì ông thầy này không thể đắc đạo được. Cô Năm nói hai vế vậy, con có hiểu không? Dạ, hiểu. Rồi còn một cái câu hỏi tiếp nối sao, con cứ hỏi. Cái lý thứ hai là con muốn nhờ cô Năm chia sẻ. Một người đệ tử tu mà không được thầy án chứng hay hoặc được thầy án chứng thì người đó có đắc đạo hay không? Nếu không được thầy án chứng. Bây giờ cái đạo của thầy, của Phật ra rất là nhiều môn nhân đệ tử, hàng trăm hàng vạn, rất nhiều mối đạo. Thì bây giờ không phải cái kiểu trần gian mà ấn chứng lấy cái mộc mà đóng hen, rồi dùng những chữ bùa, chữ phép gì đó rồi cho. Cái đó đều là giả danh giả tướng hết, không phải là ấn chứng ở chỗ đó. Mà ấn chứng ở chỗ vô vi tâm pháp. Người học giáo lý của nhà Phật, của thầy tổ, của các môn phái nào bất cứ, học rồi, coi rồi phải nhận cho rõ lý, câu quyền sâu của kẻ khùng này. Như vậy thì đạo đòi hỏi cái người có trí,
có tâm rồi phải có trí để nhận xét cho rõ ràng, rồi mình mới đi vào chánh đạo mình tu. Khi mình tu hành, cái ấn chứng này ở trong vô vi ấn chứng, chứ không phải người thế gian ấn chứng. Bây giờ có ông thầy nào mà da mặt mà để chứng cho đệ tử không? Bên đạo Phật thì Phật cũng nhập diệt, đạo Hòa Hảo thì thầy cũng vắng mặt đó. Còn bên cao đài cũng vậy, các tôn giáo khác không có một vị thầy nào mà để ấn chứng cho đệ tử hết. Mà đây là trong giáo lý thầy có nói cái câu gì của năm quên. Sách có câu minh đức tân dân, được thủ trụ quyền khai nhất hiếu. Con người tu khi mà trụ được cái tâm, xả tất cả cái vọng trần, tu nhiếp cái tâm trở lại, thủ trụ có nghĩa là cũng như con phải làm một cái gì đó, phải có bốn cái nọc nha, bốn cái trụ để bảo tồn cái nền nó không có bị lỡ đó. Còn đây giáo lý của thầy thì nó được thủ trụ, tức là gom về trụ lại một chỗ. Quyền là gì? Quyền là vô vi, quyền khai nhất khiếu. Mà cái khiếu ở đâu? Cái khiếu ở trên tam quê tụ đỉnh trên đầu mình. Khi mình ngồi thiền định thì cái lằn điển quang ở trên phóng xuống. Chính cô Năm tiếp được thì cô Năm mới biết nói. Còn người chưa tiếp được những dòng điển này thì xin lỗi, cái câu hỏi của con giải không được. Như một cái cây khoan vậy đó, con khoan vô vách tường á cho nó lủng qua bên kia. Còn trên đầu lằn điển mạnh xuống đó thì sấy, cũng như cây khoan nó sấy gì nè, sấy trên đầu mình á. Rồi ba cái đầu mình nó có ba cái miễn mà ráp lại vậy nè, mà sấy ngay trân chính giữa thì sẽ được mở được tam quê tụ đỉnh này. Thì con thông được thiên địa, con thông được pháp lý, con biết được việc trời đất nha. Và từ từ mới mở nhãn cho con, rồi mở nhĩ cho con, mở khẩu cho con, tất cả đều được sự vô hình quyền di của Phật Thánh Tiên ấn chứng, chứ không có thầy nào dưới thế gian này ấn chứng được hết. Cô Năm nói một câu mạnh, đó là đồ giả chứ không phải là đồ thiệt. Nó làm những cái giả để nó lừa gạt dân chúng, những người mê đạo mà thiếu trí tuệ đó. Cho nên người chánh kiến người ta không có nghe như vậy đâu. Ấn chứng là tự thân mình tu, rồi ơn trên thấy được thì phóng điển quang xuống khai mở, đó gọi là ấn chứng. Mà khi người ấn chứng được rồi đó thì cũng như Đức Thầy nói, trở về trên học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu vớt chúng sanh đó. Thì các vị trở lại, bây giờ trở lại có thể thân hết à, người ta đạt được, người ta không cho ai biết. Mà người đắc được, người ta chẳng khoe khoang. Ta giả ra đi chạy xe lôi, xe kéo, giả ra đi bán hàng rong, giả ra làm những cái tầm thường trong xã hội này. Nhiều người ẩn âm thầm để chờ ngày long qua đại hội. Còn những người có trọng trách, người ta sẽ bước ra để dùng một cái lý pháp, một cái chân truyền của nhà Phật
của thầy tổ để xiển dương cho những người chưa giác ngộ, đặng người ta giác ngộ mà tu trở về cho kịp. Đó. Và những người này người ta tiếp được rất nhiều dòng điển của cha, của mẫu, của Quan Âm, của Bồ Tát, của Bửu Sơn. Rất nhiều dòng điển không thể tả hết được đâu. Mà do cơ duyên của những người này có sứ mệnh, người ta bước ra để tiếng nó độ chúng thì nó hơi quan trọng lắm, mà là trợ duyên, là người biết thương người để nhắc nhở những người chưa giác tỉnh cho tu kịp lúc không còn thời gian mà lôi thôi chậm trễ. Thời gian không có dừng lại để chờ chúng ta nữa, mà ngày qua là một ngày tàn, ngày qua là một tấc vàng khó mua. Đó. Như vậy thì cái người đắc đạo, con phải nhìn cái hạnh của người ta, cái đức độ của người ta, có gì danh, gì lợi, vì tiền hay là vì chúng sanh mà họ phải xả thân, họ làm những công việc âm thầm mà chịu những tiếng nhơ, tiếng xấu, những sự phê bình, những người ganh tị, những điều không tốt đổ vào người của người ta, người ta cũng gánh chịu hết. Vì cái thân này giả, đâu có thiệt đâu. Mà sen nó nằm từ ở dưới sình, nó mới nhô lên. Nó trên đồi cao sen không thể mọc, sống an nhàn khó học được chữ tu. Cái người tu đắc đạo rồi đó, gian trân khổ khó, trăm cay ngàn đắng, hạ mình xuống thấp để cho người ở trên cao. Nên đạo phải lấy cao chào thấp, phải cúi lòn để dìu dắt ấp yêu, rửa sạch lòng không hãnh không kiêu, không theo tánh tục mà không chiều lòng nhơ. Người đắc đạo rồi người ta quên thân, chứ không còn nói là cần ai tôn sùng khen ngợi. Nó tu không cần khen ngợi, tu không gì chê cười, tu hành vì giải thoát. Giải thoát cái chỗ thân tâm mình, không vướng danh, vướng lợi, vướng tình, vướng tiền. Có mà chẳng nhiễm, nó thân tuy còn tục mà tâm lìa cõi mê. Giải thoát chứ gì, đắc đạo chứ gì. Giáo lý của thầy dạy rất là đơn thuần, nhưng người có kiến thức, có chánh kiến, nghe mới hiểu sâu vào cái lý lẽ, rồi tu sẽ đắc đạo hết. Chứ một ông thầy, ông giáo chủ xuống đây dạy đạo mà không có trò nào đắc đạo hết hay sao? Không có ai đắc đạo hết thì cái công trình vĩ đại của thầy nó hoang phí quá đi. Nếu con người ngoan đạo, là một đệ tử trung thành, thì phải biết trách nhiệm của mình, phải thương thầy tổ của mình. Vì chúng sanh mê nên đem pháp thiết, mà giải thoát rồi pháp bất khả dùng. Có người giải thoát rồi không còn dùng pháp, mượn kinh lý lẽ này kia để đem ra nói, mà bạch tự tâm kinh người ta có. Khi người ta đắc pháp, đạt pháp, tự tâm ứng mà nói, chứ không ai nhập xác hay sức mượn xác, sức xác gì hết, mà là tự tánh Như Lai đều có pháp Ba La Bát Nhã, Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Nói ngày này sang tới ngày kia, nói hoài không hết.
chẳng có mượn kinh sách nào của ai hết, mà không phải phụ của Phật, không phải phụ giáo lý của thầy tổ, mà là nhờ kinh của Phật, nhờ kinh của thầy tổ, giáo lý thầy tổ dạy mình tu để mình đắc. Chứ không phải mà học giáo lý của thầy, tối ngày cứ đọc tới đọc lui, gọi là tín đồ, là đồ riết dách giấy hết đó, chứ không có đạt được cái gì hết á. Tôi nói ở đây thì xin các vị trong tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo cũng thông cảm cho tôi. Vì tới nói tôi phải nói, mà quý vị buồn thì quý vị mang nặng, mà quý vị giác thì quý vị buông hết đi. Mình không phải quên thầy mình. Mình cứ mượn cái gậy mình cầm đi hoài thì suốt đời mình cũng không biết đi. Người ta đuốc cây đốt lên cho mình đi, khi đuốc người ta tắt mình có thấy đường để đi không? Chắc không thấy rồi, phải không? Tự mình đốt lên ngọn đuốc để mình đi, cái đó mới chính thật của mình. Còn mình tu cũng vậy. Đức Phật xưa kia 6 năm khổ hạnh chưa đắc đạo, mà qua 49 ngày đại định của Ngài, Ngài đắc đạo, Ngài mở được cái chìa khóa tâm linh. Cho nên tất cả vạn pháp do tâm tạo, Ngài đắc được quả Bồ Đề, mới đứng dậy đi độ chúng. Nếu không đắc đạo làm sao độ chúng được. Còn bây giờ mình cứ tu lo bản thân mình không à. Ai chết mặc kệ, ai khổ mặc kệ, cô tu cái đó sai chánh pháp rồi. Nếu có người thật tu đó thì ta không thể sống riêng mình, mà là cho cả nhân sinh được nhờ. Sống làm vị thuốc cho đời, thác thì sẽ được về ngồi phẩm cao. Không mất phần đâu, vì lo cho chúng là tình tiên Phật, lo riêng mình là cốt chất phàm phu mà. Cái người đắc đạo rồi, họ hy sinh hết cả cuộc đời, hiến thân hết, đâu có giữ gìn gì đâu mà có tài sản, có tiền bạc để dành để cất nó. Chung quanh mình toàn là khổ sở rất nhiều, còn thế gian thì người ta có, ta ôm gườm vô để dành để cất. Còn mình hiểu được cái lý, khi ra đi cũng hai bàn tay trắng, có đem được cái gì đâu đó. Mà chết rồi kẻ thì để lại tiếng thơm, cái người đó hy sinh, cái người đó vì đạo, cái người đó tu tốt quá, hen, nhiều tiếng khen. Còn khi chết cũng người tu mà người ta không thích, người ta chê bai, người ta phỉ nhổ, cũng đủ thứ hết. Là do đâu? Do người biết cách sống và người không thiệt tu, mới thể hiện ra những đức tánh, những việc làm không đúng. Vì cặp mắt thánh nhìn xem các cõi, thì trong con người ai cũng có Phật tánh hết. Nó nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là Phật tánh người ta có, thì cặp mắt người ta nhìn, người ta thấy biết đâu là giả, đâu là thiệt, phải không mấy em? Đó. Thành ra người ta biết phân biệt, biết nhìn nhận. Còn đáng thương cho những người còn căn cơ quá thấp, đi vào chỗ mê tín, nghe lời đường tiếng ngọt, nghe lời ru rồi mê nhiễm, cùng đi lạc hết một hướng. Thầy cũng lạc mà trò cũng lạc. Cái đó đó là thầy dạy đệ tử không đắc, mà thầy cũng không đắc luôn. Đó. Thành ra rất là uổng, rất là tiếc cho người ham làm thầy.
mà không xứng đáng làm thầy. Còn thầy của chúng ta thấy không? Ra đời mở đạo, còn tuổi xuân xanh quá trẻ, mà khắp năm châu bốn biển, chưa chắc một vị nào mà sửa đổi một cái câu văn của thầy được. Vì trách bình đậu giận mới thánh tiên ra đời. Văn chương của thầy, lục bát theo lục bát, bát cú theo bát cú, thất ngôn trường thiên theo thất ngôn trường thiên, đủ hết. Lối văn nào theo do lối văn nấy, mà một lối văn nào là theo cái giọng nấy đó. Chứ không phải đọc suông không đâu. Từng giai đoạn giáo lý của thầy, người tu đạo phải ráng cố gắng. Thầy này coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong mà Phật khó dắt nhiều. Mình không trị được bản thân mình, không sửa được cái tâm mình, biểu Phật dắt dắt cái gì? Nó nặng còn hơn cục đá, làm sao dắt được mấy con? Phải không? Mà các đệ tử nghe giáo lý của thầy, xả thân đi làm xã hội đi, xả của để giúp đời đi, xả tâm sân si ái ố nhân ngã phân biệt, để mình đổi lại một cái tâm thánh thiện đi, hòa mình với mọi từng cấp, cao thấp sang hèn, đều bình đẳng như nhau. Đừng có sang mình trọng mà nghèo mình khinh, đó là cũng sai chân lý. Thành ra cái đạo nó dễ chứ không phải dễ. Chúng ta không tiền, muốn bố thí, muốn làm phước, phải làm sao đây? Thầy nói phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, mà tội nhiều sa đọa nhiều ngày thảm thế. Mà không tiền lấy đâu làm phước? Thì bây giờ nó ba cái phước. Một là tài thí, có tiền đem ra bố thí giúp đỡ những kẻ eo đơn nghèo khổ, cũng như cô Phương Hằng vậy, có của tung ra để giúp đời. Cái trái tim của Phương Hằng là cái trái tim Bồ Tát. Người của Phương Hằng là người sứ mệnh ở trên cho xuống, để làm những điều thiện nguyện, lợi ích cho chúng sinh. Nhưng cảnh giới ta bà này, có Phật sẽ có ma. Cái ánh sáng mà tỏa ra nhiều quá thì người ăn trộm ở trong bóng tối nó rất là ghét. Cho nên cô phải bị ở tù. Là vì sao? Cô làm những chuyện quá lớn, quá hy sinh, khó ai mà làm được một đất nước của mình trong Việt Nam. Về lịch sử, khó ai làm được như cô. Đó. Thì cô phải lâm nạn là trong cái tiểu nhân. Và nhiều khi cô cũng hơi quá lố. Mình hay, mình giỏi, mình đủ năng lượng, mình đủ tiền bạc rồi không sợ ai hết. Cô còn khuyết điểm những cái điều này. Cho nên những cái ngôn ngữ của cô thiếu tế nhị, dùng những danh từ thô tục mà cái đó dành cho người phàm tục nói. Chứ theo cô là không nên dùng những cái lời nói đó. Nhưng lúc đó cô quên thân cô rồi, cô mới hơi bừa bãi những lời nói đó, cho nên cô phạm về luật pháp đó. Thì cô gieo nhân, cô phải trả quả, phải không? Đó. Những điều không đúng thì đối với luật pháp phải trừng trị đó. Rồi cái công đức của cô làm quá nhiều,
Thì bây giờ cái này nó lắp là cái kia, nó sẽ giá lợi liền một mảnh vải rất là xinh, rất là đẹp. Mà cô là người được ghi vào theo cô Năm, không có nịnh ai hết mà cũng chẳng có đến với cô. Lịch ghi vào một trang lịch sử trong đất nước Việt Nam này mới đúng. Vì không có người đàn bà nào mà dũng cảm phi thường, dám ăn, dám nói, không sợ gì hết. Đó. Như vậy thì là người rất là xứng đáng gương mẫu. Mình cũng đáng khen. Nha. Mà những cái khuyết điểm mình cũng nên nói lên. Chứ không vì một cái gì mà mình phải che lấp. Còn cái đạo đức, con suy nghĩ những cái câu mà hỏi cô Năm đó, nó rất là hay vô cùng. Tuy tuổi con còn nhỏ mà con một có một cái trí tuệ, con suy nghĩ mà con hỏi cô Năm, thì cô Năm trả lời qua những cái điều mà cô Năm được biết như vậy. Và cô Năm mong sao những cái ý kiến này, những lời hỏi của con, cô Năm xin phát huy và có một cái chút lời để khuyên tất cả những người đang tu học và những người chưa tu học nên giác ngộ mà tu. Còn những người đang tu học thì phải hành sao cho nó đắc đạo, cho nó đúng lý lẽ, để tội nghiệp thầy của mình quá khổ sở, bỏ gia đình, quê hương, xứ sở mà đi truyền bá khắp nơi, rồi bây giờ là không còn thấy thể thân, kim thân của Ngài nữa. Nhưng mà việc vô vi thì mình không thể bàn qua được việc của trời đất. Thì tiếp theo đây, cô Năm khuyên rằng tất cả môn nhân đệ tử của nhà Phật hay của thầy tổ các tôn giáo nên buông một cái tướng đi mới đạt được cái vô vi quyền pháp của Phật, của thầy trao, để ủ một cái kiếp tu của mình, ăn chay lại Phật, tụng kinh gõ mõ mà không thấu đạt, không tiếp nhận được những gì quý báu của Phật Thánh Tiên trao và được khai mở để chứng đắc cho mình là người đắc đạo. Bây giờ mình không thể nào diễn hết được những cái sự của người. Người ta đang làm việc, người ta đang ẩn, kẻ thì phải bước ra để làm những công việc gì đó lợi ích cho chúng sanh. Còn những người, người ta cứ ôm đó để mà ta ẩn, ta giấu thân cho yên thân. Chứ cũng rất nhiều người đắc lắm. Còn đa số là chưa đắc nhiều. Là vì học ba cái để nói thôi, để đồ lại thôi. Mới gọi là tín đồ á. Nó sau này phải 8 điều răn cấm, bát chánh đạo phải thuộc để trả bài. Không phải vậy đâu. Thầy đâu phải biểu ra về kinh giảng học cho thuộc rồi trả bài. Cái đó ai trả cũng được hết á. Biết chữ học thì thuộc thì đã, thì được rồi. Nhưng mi có tu không? Có làm được chuyện gì không? Có đắc đạo chưa? Cái này xin thưa là không được. Cái này mới quan trọng đó. Không được vậy đâu. Nếu người biết chữ tiến sĩ đồ này kia, những người đại học đồ,
người ta học có bao lâu đâu thuộc hết trơn rồi. Thì những người này đắc sao? Phải không? Vô lý. Những người hiểu được lý, người ta tu, người ta đắc mới là quan trọng. Mà những người này có ra mặt, có xưng hô gì đâu. Nhưng Phật thánh tiên, nó cặp mắt thánh nhìn xem các cõi, phải không? Yeah. Thấu hết. Dầu trốn ở đâu cũng lâu ra hết trơn. Yeah. Này đắc đạo rồi nè. Đó giờ nó khổ sở lắm. Mà nó tu đắc đạo, ta chấm cho nó. Tí dụ vậy. Yeah. À, thì hôm nay cô Nam trả lời qua cái câu hỏi của con. Ừ, như vậy thì con còn có ý kiến gì không? À, quá hay. Rất là nói chung ra thâm ý quá sâu xa. Con cũng nhờ cô Năm mà qua đó con hiểu rất là nhiều. Ừ. Thì sức khỏe cô Năm cũng có hạn. Để hôm nào bàn tiếp. Thì tạm thời con cũng nhờ cô Năm cho vài lời thơ mình kết thúc ha. Dạ. Đôi lời nhắn gửi khách gần xa, đạo pháp đề huynh thể một nhà, thương nhau nhắc nhở lo trì niệm, đạo hòa muốn thành phải bước qua. Tu thì phải thiệt hành, hành sao đúng luật nam thành sự ghi. Học đòi pháp lý vậy thì đồ đi đồ lại có chi đắc thành. Chữ tu phải học cho rành, lấy sâu của Phật phải chi thành quyết tâm. Làm sao cho đạt quyền thâm, tâm vô quái ngại âm thầm sẽ trổ qua. Nhắc cùng huynh đệ gần xa, chớ nên dụng tương khó mà đắc thâm. Chữ tu ta học âm thầm, tự soi tự thấy trong tâm những gì. Có hai chữ từ bi chăng nhỉ, phải xét suy cho kỹ tận tường. Chữ tu luật an kỷ cương, tự soi tự thay
tình thương ở chỗ nào. Đây lời lẽ tâm giao mật pháp, mong đệ huynh lắp ráp sẻ chia. Tôi đây là Lý Thị Miên, nói trong rồi lại nói bìa nhắc nhau. Tôi chẳng thấp chẳng cao chi cả, một kiếp này quyết xả thân sinh. Vì trong trăm họ quên mình, vì trong huynh đệ mới thể tình Phật môn. Muốn tất cả xác hồn hiệp nhất, ráng hy sinh nỗ lực hành y, để mình mang tiếng quy y mà không đắc đạo, vậy thì hổ danh. Vì lòng mãi cạnh tranh cao thấp, chữ đẳng bình mới phá lấp hô sâu. Tu tâm mới khai mở bộ đầu, thông thiên thông địa mới ngõ hầu hòa nhân. Tôi là kẻ thất sơn cầm tú, vì nhân duyên hội đủ hôm nay, dương cầm đã đến non đài, hỏi qua ý chỉ dễ rài cao thâm. Người muốn biết cái tâm hành đạo thì phải là biết thảo biết ngay. Biết tu phải biết đúng sai, chớ đừng mê muội dễ dài chẳng ngã sông. Tu ngoài rồi phải tu trong, ngoài trong hiệp nhất đại đồng vô ưu. Mong huynh đệ mây mù dẹp phá, chữ đạo hành buông xả về không. Phật tiên mới chứng được lòng, là người đắc đạo chân không diệu quyền. Nay đầy đủ cơ duyên, huynh đệ ngộ nhau đây, xin kể phúc giây. Tạ ơn cha mẹ Phật Thầy, để lại chân pháp đủ đầy lý sâu. Biết bao người khẩn cầu quỳ lại, nhưng tiếc thay, còn phải nặng lòng. Tu ngoài mà chẳng tu trong, làm sao đắc đạo để thể lòng Phật môn.
cơ tận diệt càng khôn chuyển dần, mong đệ huynh tiếp cần cho nhanh. Đạo màu vốn thiệt vô tranh, đó là mới đắc đạo thành vạn niên. Lo đại thể chẳng riêng một gốc, tu phải là đùm bọc chở che, lắng lòng để có tâm nghe lời thiên ý định, ai dè được đâu. Người khai mở bộ đầu thông suốt, biết việc này rồi thuộc việc kia, mới lo nắm được phá chìa, mở khai đi pháp để quay về chân không. Mong tất cả đại đồng các nước Á và Âu hiểu được ly cơ, quý nhau từng phút từng giờ, sẽ chia sẻ mé bờ chẳng phân. Trên Phật Thánh cầm cân công lý, đắng và đo phải suy nghĩ tận tường, mong sao mở rộng tình thương, giúp cho trăm họ biết đường hồi quê. Tu với tỉnh chẳng mê vọng chấp, tu phải là biết sắp biết tồn, gút trần ta mở cho xuông, để về với Phật lòng luôn vui vầy. Xin cha mẹ tổ thầy độ chúng, biết đường đi cho đúng hồi quê. Trong trần mà chẳng đắm mê, trong trần biết lối để về cho mau. Bao lời lẽ xin trao mây tiên, mong đệ huynh sửa kiển trồng hoa. Xin trên đức mẹ cùng cha, mười phương tam cõi thứ tha, khắp miền đổ tất cả bình yên vạn sự. Dầu bao cơn thách thử nhã nhồi, tinh thần dũng mãnh khôi khôi, đường tu phải rang đắp bồi dung cao. Ngọc được sáng phải nhờ lao xuyên suốt, ta muốn về phải thuộc lối đi. Hạnh lành của Đức Từ Bi Quan Âm Bồ Tát cứu nguy cho trần. Đến đây mây tiễn xa gần, gửi trao huynh đệ với tinh thần đạo tâm. Giờ đây đến lúc nảy mầm,
qua khai bát nhà, thầm thầm diệu quyền. Hôm nay đầy đủ cơ duyên, Dương Cầm đem đến lọc tiền trần gian, tình tài huynh đệ xa đàn, kẻ gần thương xót giúp an mọi bề, làm phương tiện đạo tệ như nhất, xin tạ ơn các bậc hiền nhân. Cầu trên Phật thánh tiên thần độ cho các vị xa gần thiện tâm, trao tịnh tài sơn lâm cầm tu. Tôi nhận đây là đủ tinh thần, tạ ơn huynh đệ xa gần tịnh tài gieo giống nơi non thần cuối. Đôi lời gửi đến tâm ý, chúc cho huynh đệ được thì phước an. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cũng xin tạ ơn bà con, cô bác, huynh đệ đã trao tịnh tài cho Dương Cầm đem đến đây. Thì tôi xin tạ ơn công đức rất nhiều, rất nhiều. Nhưng tôi nói ít, mong quý vị thông cảm, hiểu nhiều giùm. Chứ nói nhiều quá thì như lời nói mình tô điểm màu mè, nó không có đúng đối với người đạo. Mà đối với quý vị này gửi đến, người ta cũng không cần phô danh tiếng để cho mọi người biết nữa, theo tôi hiểu vậy. Nhưng mà trách nhiệm của Dương Cầm thì phải làm đúng lý lẽ, của ai, tên gì, để rồi một là ân trên thấu hiểu hết, hai nữa là cô Năm nhận đây những tinh thần, tấm lòng vàng của quý vị để biết, để ghi sâu vào tâm thức, để tạ ơn công đức tất cả quý hiền nhân. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, yeah. Cảm ơn cô Năm.